hôm nay là mùng 11 Tết rồi, 11 tháng 2 năm 2022. Coi như là cũng sắp hết Tết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tham quan chợ Tây Nghè một chút xíu. Đây là đường vô chợ Tây Nghè. Bây giờ là buổi sáng ngày 11 tháng 2 nhằm ngày 11 Tết. Hôm qua là mùng 10 là vía Thần Tài thì chắc chắn là các tiệm vàng rất là đông. Nhưng mà hôm nay thì ngày 11 rồi thì chắc cuộc sống mọi người cũng cho là bình thường thôi, không có gì thay đổi nhiều. Chúng ta đi một vòng chợ Tây Nghè xem cuộc sống mọi người như thế nào. Cá nè, cá rau, hoa. Hôm nay thấy người ta mua hoa cũng nhiều, không biết hôm nay người ta cúng gì ta. 11 và cúng biết cúng gì. Kẻ chua. Kẻ chua bán sao giờ ta? Cho em ký cái chua đi anh. Cái đó ăn ký hả chị? Hai bịch ký. Dạ dạ. Chị em ký cái chua với miếng dưa giá. Lấy cái lá nhiều hả chị? Xào heo quay á. Rồi. Đó, món dưa chỗ này phải ra rồi. Ngon nhất chợ này đúng không? Đi khắp chợ mà. Rồi cho em mấy nghìn dưa giá đi. Ít thôi, không cần nhiều đâu chị. Rồi. Bỏ thêm hết vô cái bịch bự cho em. Cà chua để xào với heo quay. Ở nhà có sẵn mấy ký heo quay rồi. Mua cà chua nữa xào chung với heo quay ăn cũng khá là ngon. Rồi đây bán mía nè, quá trời mía luôn. Cũng như là đi ngang vô tình định quay cho cô chú anh chị xem chợ Tây Nghè. Rồi vô tình biết được cái quán đó bán dưa chua luôn, cà chua luôn. Để chua mà xào heo quay thì chắc là tuyệt vời.
đây cho Thi nghe. Bó xoay, bắp ngô, bắp Mỹ ba trái 10.000. Ồ, chó qua đường. Ồ, ốc hương bự quá. Ốc hương bự quá. Đây là khu vực ngoài thì nghe ngoài bờ kè. Đấy, thịt bò. Ô, kẹt xe. Đây. Cá hấp, cá thác lát, cá rô, các loại rau, chao, đậu hũ, nha khoa, chú Lê Thành Tâm. Rồi. Quẹo đây em chạy qua bên đường Nguyễn Văn Lạc. Chạy nhanh qua đường Nguyễn Văn Lạc rồi chúng ta đi về Hàng Xanh. Đây là tình hình cho Thiên Nghè ngày 11 Tết nha cô chú anh chị, 11 tháng 2 2022. 3 ngày nữa là đến ngày Valentine rồi, đến lễ tình yêu rồi. Mọi người chuẩn bị hoa và sô-cô-la cũng như quà cáp tặng cho mấy chị em. Về cơ bản là ngày Valentine thì ai cũng được quà chứ đúng không ta? Theo cô chú anh chị thì Valentine thì đàn ông có xứng đáng được nhận quà hay không? Hay là chỉ có đàn ông là phải tặng cho phụ nữ thôi? Hay là cả hai phải tặng quà cho nhau? Thì ý kiến chị sao? Chị chia sẻ cho em biết. Em nghĩ là cả hai thì được tặng quà sẽ vui hơn là chỉ có một người được tặng quà thôi. Đây là đường Nguyễn Văn Lạc, đường này cũng nổi tiếng với nhiều món ăn ngon, cũng thường hay kẹt xe. Đây bên điện lực họ đang làm bảo trì sửa chữa vậy nè. Xe kẹt xe. Đây nó có cái đèn xanh đèn đỏ nữa. Kẹt xe. Xe tải chở cây mai. Hết Tết rồi chở cây mai đem đi dưỡng. Mai dưỡng ở nhà vườn. Tết đem về chưng cỡ 2 tuần. Chương Tết 2 tuần là để đi dưỡng tiếp. Rồi chúng ta thoát ra được đường số biến Nghệ Tỉnh rồi. Chúc cô chú anh chị
năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúng ta đang chạy ra phía khu vực vùng binh hàng xanh. Xin hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giùm em nha. Xin trân trọng kính chào. Bye bye cô chú anh chị ạ.